Sau đợt dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm, thực trạng ngư trường cạn kiệt cộng thêm biến động của giá xăng dầu lên xuống thất thường khiến nhiều tàu đánh bắt cá ở Đà Nẵng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Không ít ngư dân tàu phải cố ra khơi cho đủ chuyến để đạt định mức nhận hỗ trợ xăng dầu của nhà nước, một phần cũng vì muốn giữ nghề truyền thống. Vừa trở về sau chuyến đi biển, nhóm ngư dân trên tàu cá của ngư dân Hồ Văn Đá, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định lại quần quật đưa cá lên bến. Còn tàu cập bến Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với vỏn vẹn chỉ có 7 tạ cá. Đây là lần đầu tiên tàu vào bờ mà cá trên khoang chưa đầy 1 tấn. Sau khi phân loại, số lượng cá bán theo giá cá vụn để làm thức ăn gia súc quá nhiều nên chuyến tàu thu hoạch được 150 triệu đồng. Với mức thu vào này, các ngư dân cho hay không đủ bù lỗ chi phí bỏ ra. Hồi trước dễ này, đi 500-600 lít vô, đi 4-5 bữa vô đọc tấn vài cái heo cái lộn xộn luôn tấn vài. Rồi vô bờ rồi năm cái bữa cái chuyến khác này đủ, cái chuyến khác này dư, cái chuyến này lỗ nó vậy chứ không có dư nhiều. Cái chuyến dư 2 triệu 3 triệu đủ sống vài ngày. Bây giờ đâu, bây giờ biển khó khăn quá. Dầu khó khăn quá không dám đi biển. Sợ lỗ tốn không à. Đâu dám đi đâu, đi 5-3 bữa vô đồ ở nhà 3 bữa rồi mới tìm đi lại sợ đủ lỗ rồi. Nó không biết nữa. Như mấy năm trước đó, thì lương thực là đồ nó rẻ, nó cũng còn dư chí đỉnh. Mà năm nay nữa, mấy năm nay nó là dịch cổ đồ thức ăn nó cũng cao giá nữa, là lấy tổn là hơi tiền nó hơi tổn hơn nhiều hơn. Mà đi ra bánh thì đâu có bao nhiêu đâu. Cái bữa đi bữa có bữa không nữa, mà bạn cũng lên nuôi lấy về nuôi vợ nuôi con, mà cũng nghĩ đi tìm người khác đi. Cũng theo các ngư dân, trước đây chỉ cần ra xa bờ chừng chục hải lý là có cá tôm để đánh bắt, giờ tàu phải đi xa hơn mới mong trúng luồng cá. Các tàu chuyển đổi hình thức đánh bắt để phù hợp với tình hình biển. Đánh bắt là khó khăn, bây giờ nó ngư trường bữa nay là nó có hàng lần, muốn lần là mà ngư trường bây giờ không yếu em rồi, dầu mỡ thì lên, dân thì lồn thì khó khăn rồi, cái dầu mỡ rồi lưới lồn bướm nghỉ rồi mệt lắm. Trong khi đó, tại cảng cá Thọ Quang cũng có khá nhiều tàu nằm bờ. Dù thời điểm này giá dầu đã hạ nhiệt, nhiều ngư dân không đi biển, nợ nần chồng chất. Có chủ tàu bán tàu lấy tiền trả nợ, có người chấp nhận vay mượn thêm để ra biển, hy vọng có ngày được trời đãi. Theo Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, trong những năm trước đây, sản lượng hải sản trung bình mỗi ngày qua cảng gần 200 tấn. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên sản lượng thủy sản qua cảng giảm sút, dù giá cả ở đây có nhỉnh hơn mặt bằng chung. Nhân giảm cạn kiệt bởi nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là dường như là nhà nước đã để yên cái việc mà khai thác cá cho nhân dân theo cái gọi là một cái quan niệm đó là nghề cá nhân dân. Và người dân á, thì mà không có những cái luật lệ, không có những cái hướng dẫn cụ thể, cho nên người dân họ mạnh đâu họ khai thác nói đấy, họ tập trung khai thác ở những cái vùng, những cái nơi mà cá sinh sôi, những cái mùa mà cá đẻ để mà họ có một cái sản lượng cao nhất với một cái giá thành là thấp nhất. Họ thậm chí họ sử dụng các những cái loại lưới mà nhỏ, những đèn lồng ánh sáng mạnh, thậm chí có nơi còn sử dụng ngay cả chất nổ và chất độc nữa, như ví dụ như cyanure chẳng hạn, để mà khai thác cá. Và như vậy thì với cái quan niệm là nó một con cá nhỏ mà nó về được nhà mình nó vẫn là tốt hơn để cho nó lớn, nó ở trong thiên nhiên của ai đó. Và với một cái cách khai thác ồ ạt như vậy, khai thác không theo cái quy luật, khai thác thiếu trách nhiệm, khai thác một cách gọi là thậm chí là vi phạm luật pháp như đánh chắc nổ chẳng hạn, thì với một cái cách khai thác như vậy thì cái nguồn tự nhiên nó không cạn kiệt mới là lạ. Ngoài ra, vùng biển quá lớn trong khi lực lượng chức năng có hạn nên những nỗ lực của nhà nước nhằm xử lý ngăn chặn những hành vi của ngư dân khó đạt hiệu quả. Do vậy, nghề cá càng mai một, kiếm ăn ngày càng khó hơn. Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia cho rằng cần có chủ trương và giải pháp đủ mạnh để chuyển đổi từ phương thức chủ yếu là đánh bắt sang đầu tư cho nuôi trồng. Riêng khâu đánh bắt phải đánh bắt theo hướng là đầu tư chiều sâu, không chạy theo sản lượng
và điều quan trọng là khai thác có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và cả môi trường tự nhiên.